Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Đứa Đe, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Pyramid. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat robot, tiếp theo chúng ta nút draw rope. Dự án này thì không giới hạn số lượng người chiến thắng thì phải, mà trong dự án này sẽ có 1.800 token Pyra dành cho những người tham gia. Chúng ta sẽ lần lượt đóng các nhiệm vụ là draw của King Channel Terra, điền Jerusalem của King Terra. Mẹ cháu đang ở chợ vẽ gì thì giờ gì đi vòng về nốt đấy. Đúng. Rồi tiếp kinh Telegram chat. Vậy thì lấy hộ về đâu với nhá. Thấy hay đi vào nhà cháu ăn cơm không phải về. Đi đi lên của kinh Telegram. Kinh YouTube, chúng ta mở cái YouTube ra, chúng ta follow kinh YouTube, sau đó các bạn nút đôn. Cà rốt về nó bột cho thằng này ấy. Thấy thằng An, nó chơi ở nhà Bắc Vân. Nguyễn nhờ. Với lại là thấy ông... Ấn nhờ vào nút can. Nút mỡ to đùng. Dạ. Bảo sao mua hai giống to đùng. Vâng, vậy thôi thì đó surprise, sau đó các bạn gửi profiling nhé. Chúng ta gửi profiling của kênh YouTube anh em nhé. Đăng vào kênh của bạn này. Vâng, vậy thôi gì ấy. Copy profiling ở đây là nó bị có một cái lỗi. Các bạn có thể thấy đâu có một cái lỗi không ạ? Đấy, có một cái lỗi này thay nó yêu cầu chúng ta nút đôn, không có nút đôn, chúng ta vào nút can là ra đi luôn. Ta unfollow này. Mở profile này. Copy flu stream ngay tên ta. Tên đây. Không copy. Các bạn chờ tí mình làm lại nhé. Mẹ ơi, bà làm lại trên cái cầu Phúc Lộc ấy. Vâng, cầu. Vâng, đấy đưa chợ vệ đây, mẹ đang ở chợ vệ ấy gì? Đấy thì con bảo gì là mẹ đang ở trận vệ. Đây, chúng ta copy vào lưu lên. Một copy nó bị đơ rồi. Con đi xuống ăn cơm. Rồi. Discord, chúng ta mở Discord ra. Các bạn tiến hành join Discord nhé. Tán vào set invite. Copy lưu lên. Paste lưu lên Discord phía dưới đây. Sẽ không có nút đôn nào cho anh em đâu. Anh em phải giải nút Salem vào. Và địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH rồi quay trở lại các bạn paste vào. Ta thể hiện là static check số dư. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Aerobe để chúng ta nhận token Pyramid. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn. Ra tiếp theo.